Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 16mm Vlog. Và mình là Trân Xuân đây. Và đây là lý do mà mình không có túi máy ảnh. Let's go. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 16mm Vlog. Và mình là Trân Xuân đây. Và đây là cái channel nói về những cái đồ của Apple, ngoài ra còn nói về máy ảnh và thiết bị nữa. Hôm bữa có một bạn hỏi mình là anh ơi, anh dùng cái thùng máy ảnh gì vậy? Cái thùng máy ảnh đây. Đây là Pelican Air. Ok, các bạn thì đang edit video. Xác hiện ra là mình đọc cái từ đó bị sai. Pelican à? Pelican Air. Pelican mới đúng. Xin lỗi các bạn về IELTS 4.5 của mình. Mình không biết đọc tên đúng không? Ok, tí nữa tại sao mình có thùng máy ảnh này? Tại vì mình khá là có nhiều máy ảnh các bạn. Nên những cái thứ này đúng mình khá là mất tiền các bạn. Nên là mình giữ nó rất là cẩn thận. Chỉ muốn nói là ngay những ngày đầu mà mình không có sử dụng túi máy ảnh các bạn. Số lý do mình muốn nói là tại sao mình không thích túi máy ảnh các bạn. Thật ra thì túi máy ảnh khá là mắc. Ok, một cái ví dụ là cái túi Big Design Everyday Carry. Thì cái túi đó có giá là $480 bên Úc các bạn. Các bạn thấy nó mắc không? Nhưng mà thật sự là cảm giác như là mình thấy nó không có an toàn các bạn. Kiểu như là dù là nó biết là nó làm từ chất liệu mood pad các kiểu, thì khi mà các bạn ngã xe, các bạn đi xe máy, các bạn ngã xe thì cái máy ảnh của các bạn cũng có thể sẽ bị toàn. Rồi những cái trường hợp mà các bạn ngã ra về đằng sau nó cũng toàn các bạn. Một cái nhược điểm nữa khi mà sử dụng túi máy ảnh đó là khi mà các bạn mang rất là nhiều đồ, mang cả laptop, mang cả máy ảnh, nó sẽ rất là nặng các bạn. Và khi các bạn di chuyển trong một cái khoảng đường dài thì nó cũng là một thứ mà mình không có thích lắm. Các bạn có thể mang nó bất kỳ nơi đâu mà. Tuy nhiên đối với mình cảm giác như là túi máy ảnh nó hơi bị quá mắc á so với cái giá tiền thực sự của nó. Thay vì đó mình sẽ mua một cái thùng máy ảnh. Thùng máy ảnh thì theo mình thì có khá là nhiều ưu điểm, như là cứng cáp hơn nè, nó đựng được nhiều đồ hơn nè. Và đặc biệt cái thùng máy ảnh của mình sắp giới thiệu cho các bạn này có cả bánh xe nữa, nên là di chuyển như nó cũng khá là dễ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là tại sao mình lại chọn cái Pelican Air này ha. Rồi, đây các bạn, cho các bạn nhìn từ trên xuống. Đây là cái thùng này. Và đây là cái hãng Pelican Air. Lý do quan trọng nhất tại sao mà mình lại lựa chọn cái thùng này mà không phải là bất kỳ cái thùng khác, hoặc là cái thùng của hãng này mà cái số hiệu khác, đó chính là cái kích cỡ của nó các bạn. Cỡ của nó thì mình sẽ để ở đây vì không nhớ nổi luôn. Nhưng mà cái hay của nó đó chính là đây là cái kích cỡ chuẩn của tất cả các hãng máy bay dành cho hành lý carry-on. Có nghĩa là các bạn có thể mang cái thùng này đi lên cái chỗ ngồi của các bạn. Các bạn có thể đặt lên cái chỗ hành lý, có nghĩa là cái hành lý có thể mang theo. Thì cái size này là cái size chuẩn của hầu hết cái hãng. Thì những cái hãng mà mình chắc chắn là họ sẽ mang nó lên đó chính là Jetstar, Vietnam Airlines, Bamboo. Tại vì đây là một cái size chuẩn, miễn là cả số ký trong này nó không quá 15kg thôi. Cho các bạn coi xung quanh nha. Vì cái chất liệu của nó chính là cái nhựa polymer. Tuy nhiên cái nhựa polymer này nó có một cái đặc điểm, đó chính là nó nhẹ hơn so với những cái nhựa polymer khác. Nên là cái túi này dù nhìn nó rất cồng kềnh nhưng mà thật sự nó khá là nhẹ các bạn. Cái khối lượng thì mình sẽ để ở đây. Các bạn có nhìn thấy là nó khá là cứng. Nó cứng nhưng mà nó không phải là cứng xốp, mà nó sẽ là dạng cứng dẻo. Nên là cái độ va đập nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt cái của nó khá là hay, đó chính là nó có những cái bánh xe như thế này thì các bạn sẽ di chuyển ở ngoài sân bay khá là dễ dàng. Rồi, ngoài ra thì nó còn có một cái tay kéo để cho các bạn xem mang sách nó dễ dàng hơn. Handle thì có cả handle ở đằng trước, có nghĩa là cái tay cầm này, handle ở đằng sau này đó, thì các bạn có thể cầm từ hướng này hoặc là hướng này đều được. Ok, một cái đặc điểm nữa mà nó khá là nổi bật của cái hết thùng này đó chính là nó có khả năng chống nước. Khi mà các bạn đóng nó hoàn toàn như thế này thì cái nút này nó tự động hoạt động và nước sẽ không có vào bên trong được. Ok, thì cái phần quan trọng nhất đó là nó sẽ đựng được bao nhiêu đồ, thì mình sẽ cho các bạn coi bên trong ha. Ok, đây thì cái phiên bản mình có ở đây đó là cái phiên bản có cái pad như thế này. Bạn có thể xé nó ra và gắn nó ở bất cứ cái vị trí nào bạn thấy thích. Thì đây là cái vị trí mà mình sắp xếp đồ của mình. Nó sẽ có thêm những cái pad mà phòng hờ các bạn mất, hoặc là các bạn muốn chia nó nhiều ngăn. Đằng dưới nó thì chả có gì hết, nó chỉ có
cái phần này thôi, cái phần nhựa thôi và khá là chống. Còn cái phần bên mặt trên này thì nó là một cái miếng mút, nó sẽ chừa cho bạn mấy cái lỗ như thế này, thì các bạn có thể gắn một cái gọi là những cái túi lên để các bạn đỏ thêm đồ. Tuy nhiên là mình vẫn thích là để cái thùng này, cái miếng mút này ở trên này, tại vì nó sẽ bảo vệ những cái thiết bị bên trong tốt hơn. Và đó là tất cả về thiết kế của cái thùng này. Thì để xem cái thùng đó có thể chứa được bao nhiêu cái đồ. Tiện thể nó đang trống các bạn, và mình cũng phải dọn lại cái đống máy ảnh của mình nữa là. Thì để xem nó có thể chứa được bao nhiêu ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem là nó sẽ chứa được hết cái đống đồ này không. Thường là nó sẽ chứa được nguyên cái đống này và cả về cái máy mà mình đang quay nữa. Nên bây giờ mình sẽ bỏ vô cho các bạn coi ha. Ok, đó là tất cả những gì mà mình mang luôn các bạn. Đó là khi mà mình đi ra quay phim là mình sẽ mang nguyên cái cục đó luôn theo. Cuối cái video này thì mình chỉ muốn nói đây là cái cảm nhận cá nhân của mình thôi. Nó phù hợp với nhu cầu của mình và mình thấy khá là thích cái thùng này. Thì mình thấy cái thùng này giá nó cũng tương đương những cái túi máy ảnh mà mắc tiền các bạn. Thì nó bảo vệ được thiết bị của bạn tốt hơn. Là mình đã chia sẻ cho các bạn mỗi cách mà di chuyển cùng thiết bị tốt hơn. Thì đây là Vidcon Air. Ok, thì tuần này chỉ có vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở vlog kế tiếp. See ya.